tải trưởng chiếc xe này. Trời, hỏi có nào lặt cái cabin không ta? Rồi hello, xin chào các bạn nha. Mình là Hoàng Thanh. Thì hôm nay anh Nghĩa đem cái chiếc xe tải của anh đi lên nè. Cái chiếc này tỷ lệ mấy vậy anh Nghĩa? Mỗi này 114. 114 ha. Đừng khai trương cái chiếc phà của mình đó các bạn. Thì chiếc phà mình chưa có chiếc xe tải nào xuống hết trơn. Anh đem chiếc xe anh lên này. Xe này xe gì ta? Hả? Xe này kêu bằng xe gì anh Nghĩa? Tải thùng bạc, ba chân. Tải bạc ba chân vào cái cục pin ở bầu điện nè các bạn. Đó, này thì anh có kênh là Phạm Nghĩa Vlog không anh Nghĩa? Ừ. Đó, này hộp số của máy phan hai cấp. Anh chế này là đồ chế nha các bạn. Đồ mua thì 1 triệu. Đồ chế thì 100. Wow, bánh xe đồ như thiệt luôn, bánh xe mềm luôn chứ. Quả trưởng các bạn. Thì chút xíu nữa anh sẽ thể hiện cái màn đẳng cấp của anh là dê xe xuống mỏ phà của mình nha. Thì chiếc phà của mình đây đây. Đây chiếc phà. Chiếc phà Phước Châm vượt biển. Thì chiếc xe này sẽ dê xuống đó. Dê xuống chiếc phà này. Rồi chở đi. Rồi chiếc này cho anh đi biển luôn hả ta? Ra Phú Quốc lấy hàng nè. Ra Phú Quốc lấy hàng. Quá dữ các bạn, bánh xe nè. Ồ cái này là anh chế nè, cái này nữa hình như anh căng bạc lên đây nữa hết nghĩa. Ừ bạn. Đây còn ở đây dưới vàng gầm này á. Cái quần nữa đâu rồi? Cắt răng đồ, các thứ. Quy sai nè. Cái này thì anh chế không à. Nghĩa sẽ tiến hành quay đầu xe ghe xuống dưới nghe bạn. Đây là cái bánh xe này. Để lên cho nó nặng nặng ra. Nặng nặng mới chạy đúng bánh xuống anh. Ồ tại vì chiếc xe này kiểu giống như là nó bánh nó bị trơn các bạn. À, cái cabin nè. Ồ. Giữ là xịn sò ha. Quái trưởng cabin được. Đây anh Nghĩa anh lấy cái khúc cây bỏ lên. Rồi đừng khúc nó đẹp ta. Khúc nữa ta, kiếm khúc nữa ta nhỏ nhỏ đi cho. Cho nó nặng các bạn, đè bánh xe xuống. Đây chút xíu nữa sẽ dè xuống dưới mỏ phà này, cái đoạn đường này khá là gầm gú nè. Kiểu giống như là gồ ghề các bạn. Đây chở củi luôn. Cái này anh chở đi qua Phú Quốc được anh làm bàn ghế gì vậy? Rồi bây giờ thì anh Nghĩa sẽ thể hiện cái màn quay đầu xe nha. Là quái trưởng các bạn. Trời ơi tung bánh luôn rồi. Trời ơi xe. Trời ơi tung bánh này. Quá trời cái đường này gồ ghề. Wow cái bánh này, cái bánh nó bị. Bây giờ dè xuống nghe các bạn. Cái bánh nó bị trơn quá trơn. Đất này gông quá trời gông luôn rồi. Quải trưởng chiếc xe đi. Trời hỏi có nào lật luôn cái cabin không ta? Chứ rồi, xuống quay lại cái dưới rồi. Ê, chạy. Quải trưởng đi. Anh dê xuống xong luôn các bạn ơi. Rồi luôn rồi, lúng luôn rồi. Thôi, tài công này không được các bạn ơi, giờ kêu cậu không lên chứ sao vậy. Quải trưởng đi. Đây nha các bạn, một vụ tai nạn vừa xảy ra là một chiếc xe tải chở hai khúc gỗ to lớn dê xuống mỏ phà. Do anh tài công bị ngáo đá nên dê luôn xuống sông. Rất là quái trưởng anh. Rồi cái chiếc này cũng rất là khó lái nha. Nãy mình thấy ảnh gì đâu mà nhắn ra cái là nó chạy tới cái tốc độ bàn thờ luôn các bạn. Bây giờ thì anh bò lên đợi nổi không anh Nghĩa? Đâu bò lên thử anh Nghĩa. Đâu bò lên thử coi. Bò cho nó lăn bánh nữa coi nó lên nổi không. Ồ cũng rất là nguy hiểm nha các bạn. Chiếc này cũng khó chạy lắm đây. Ê, nó đặt luôn kìa. Chạy. Bánh ấy luôn rồi bạn ơi. Không có bám sình rồi sao chạy lên được. Tốn tiền cẩu rồi. Chở hai khúc gỗ này cũng như tiền lỗ rồi. Bây giờ chạy giúp khiêng em ấy lên thôi. Dỡ lên thôi. Quậy trưởng. Chạy lên bờ lại anh ơi. Cái đường này khá là gồ ghề luôn. Khó chạy bánh hết trơn nè. Mạo vô nó quậy sình. Chờ lên phà luôn.
chạy lên lại đi anh ơi, chạy lên lại đi, đừng em hạ mỏ bàn xuống mới rơi xuống được. Đang nhắm từ từ thôi, mình ve xuống từ từ thôi, cái dốc này quá trời luôn nè, ve cái nữa xuống sông nữa à, trời ơi không lên nổi luôn các bạn. Rồi rồi rồi, cháy máy luôn rồi, một ven luôn rồi, trời ơi đầy, trời ơi quậy kìa. Thành xe trâu luôn các bạn ơi, thành chiếc xe trâu luôn rồi, rồi tan nát đầu quà của em đó luôn rồi. Bây giờ anh ấy tiếp tục ve xuống nha các bạn, tại vì cái đường quá trời sình lầy luôn nè, phải trợ giúp thôi đó. Trời ơi cái đường nè, ào rồi, đã xuống tới phà nha bạn. Giờ giờ ve vô nữa đi anh Nghĩa ơi, ve ve sát sát vô đi cho nó chừa đường cho mấy chiếc kia xuống nữa. Wow, cái chiếc xe tải này phải nói là nó quá to luôn nha các bạn. Một chút xíu nữa rồi đi qua làng bên mình đi, chứ để đậu từ lâu chưa chúng chữ à. Trời ơi sình kìa, tan nát rồi qua luôn rồi. Nữa đi anh cho nó nói ra tôi sao luôn đi, sát vô sao luôn đi thôi. Wow, tài xế này đỉnh nha các bạn, vừa khích vừa khích, không sao rồi, ok bây giờ sẽ ve phà ra đưa cho ảnh đi ra Phú Quốc nha, giờ sẽ cho máy nổ đi ra Phú Quốc nha các bạn. Chuẩn bị ve phà ra đây. Quải trưởng các bạn ơi, đem chiếc phà này xuống cái gì, đem chiếc xe này xuống cây chưa, chiếc phà luôn nè. Wow, nhìn cũng giống như thiệt vậy đó các bạn. Vậy rồi ok nha anh em, cái này thì mình làm cái video giống như là mô phỏng chở chiếc xe thôi. Wow, cũng quả trưởng các bạn, nhìn cũng rất là đẹp nha. Cái chiếc xe này để lên thì nó không có hợp cho máy các bạn, tại vì chiếc xe này là cái tỷ lệ 1:14 nè, còn cái chiếc phà của mình nó tỷ lệ 1:20, bởi vì nhòm chiếc xe nó rất là to đó, phải mà chiếc xe mà nó tỷ lệ 1:20 luôn, nhòm rất là đẹp nha. Đây giảm cái góc này, cái này mà để thêm vài chiếc xe du lịch nó phải nói là hết bài luôn nha các bạn. Để thêm mấy vài chiếc xe du lịch nhỏ nhỏ lên nữa là rất là ok luôn. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết clip này, hẹn anh em ở những clip sau. Anh em thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha.